Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi qua chương trình mỗi tuần mỗi vấn đề, và đặc biệt hôm nay với cựu thượng sĩ sĩ Luke Correa. Và chắc quý vị cũng đã biết ông ta nói và trả lời cho chúng ta biết về những gì mà chúng ta muốn biết ở trong cái kỳ tranh cử này vào chức địa hạt vột giám sát viên. Thưa luật sư Đỗ Phủ, chúng tôi cũng muốn cảm ơn luật sư Đỗ Phủ rất nhiều, nhưng mà chúng tôi muốn hỏi luật sư Đỗ Phủ như thế này. Chắc luật sư Đỗ Phủ cũng đã nghe nhiều người nói cái người Việt chúng ta dù sao đi nữa cũng nên bầu cho người Việt. Người Việt chúng ta dù sao nó cũng dễ cảm thông hơn ngôn ngữ rồi. Nhưng mà tất cả những cái gì đi học cũng phải học song ngữ nữa phải không luật sư? Thành ra người Việt dễ dàng hơn, biết phong tục tập quán hơn. Nhưng mà đặc biệt ở trong cái kỳ bầu cử này, cái điều đó nó có ứng dụng được. Trước khi luật sư Đỗ Phủ trả lời cho chúng tôi, thì chúng tôi muốn luật sư dịch cho ông thượng nghị sĩ biết cái câu hỏi của tôi. He asked me a question which... usually that's a slogan, say Vietnamese vote for Vietnamese, you know, because they believe that a person with Vietnamese ethnic will serve the community better. That's a question for me. So I will answer the question and then we'll translate and tell you what's going on with that, my thinking. Thứ nhất là, sự suy nghĩ của tôi là như thế này nè. Cái chuyện quan trọng nhất là tôi không có nghĩ là người Việt là bầu cho người Việt là tốt. Mình cũng không có mù quáng. Quan trọng nhất là mình bầu cho người nào phục vụ cho mình, người Việt, nhưng mà có phục vụ cho người Việt hay không đã. Tôi ví dụ một cái ví dụ rất điển hình là anh Trần Thái Văn trước đây. Anh ta đã bầu những cái luật nhiều lúc không có lợi cho cộng đồng, không có lợi cho vấn đề giáo dục, nhưng mà anh ta là người gốc Việt đó. Đó là một cái ví dụ điển hình. Và những cái chuyện mà không phải anh cứ là người Việt anh bầu cho người Việt là tốt đâu. Anh thua là cái người đó họ có đôi lúc dám đi ngược lại quyền lợi của đảng phái họ để họ bảo vệ quyền lợi của anh hay không. Cô Janet thì tôi chưa biết, tại vì chưa thấy cái record đi bầu của cô khi mà cô mới được đắc cử thôi. Nhưng mà những người khác đó thì tôi cũng chưa biết là những người đó có dám giữ vững cái lập trường không. Riêng ông Lưu đó thì tôi thấy ông đã có từng làm như vậy trong cái record về vấn đề là senator của ông ta. Cho nên nó trở lại cái chuyện là người Việt bầu cho người Việt có nên mù quáng như vậy không? Thì câu trả lời tôi là không. Là tại vì có những nhiều người bạn, người da màu, người da trắng, và họ cũng phục vụ cho quyền lợi của mình mặc dù họ không phải là người cùng màu da. Cái quan trọng nhất là họ có truyền đạt được cái nguyện vọng của mình hay không. Đôi lúc là người Việt nhưng mà tại vì quyền lợi của đảng nói xuống, anh lại không làm và anh đi ngược lại nguyện vọng. Thì như vậy đối với tôi, anh là chẳng khác gì anh bầu người phản bội anh. Cho nên tôi nghĩ là chúng ta là cái cộng đồng đã trưởng thành rồi. Và ở Hoa Kỳ là một nước hợp Trung Quốc nữa. Cho nên không thể nào mình cũng nghĩ là cái người đó cùng màu sắc da mình chắc thế nào cũng bảo vệ mình đó. Tôi nghĩ chuyện đó không có đâu. Chứ vì chẳng có gặp nhiều người gốc Việt khác, người cùng màu da mình nhiều lúc đâu có phải phục vụ cho mình đâu. Cho nên chuyện đó tôi nghĩ là không đúng và không nên, nó không nói đến sự trưởng thành của mình. Chắc phải nhờ luật sư nói cho cựu thượng nghị sĩ biết về cái lời của luật sư vừa trình bày. What I said is it doesn't matter what race your ethnicity, it's a matter of at the end of the day the person who really you vote for will work for you. That really is the nutshell. Sometimes having the same race, I'm talking about, for example, Van Tran. He had a lot of legislation which go against the community because he took order from the hierarchy from Republican headquarters. And then sometimes you vote for the headquarters and for the group leadership. I've seen Lou Correa's record of voting. Sometimes he go against his own party. Yes. To do what? To protect his own people, yes. His people who vote for him. What do you think about the goal of the Mitadofu? Well, let me say this, that this is, I'm smiling because it's such an interesting question. You know, when John F. Kennedy was running for president, there was a lot of Irish, pride. The first Irish American to be president of the United States, the Irish Catholic. And so there was a certain euphoria. When I ran for state senator, I don't know who voted for me or not because the vote is secret, but I know that if it wasn't for the Vietnamese vote, I would not be senator today, or was senator, I should say. I'm no longer senator. So I know a lot of Vietnamese voters voted for me. So today, do you know who the assemblyman is that represents the most Latino district in the state? You know who this assembly member is? His name is Tom Daley, an Irishman that represents
Santa Ana and Anaheim. So you are right. It's race is something interesting, ethnicity is something interesting, but I think at the end of the day, it's about, do you have a track record? What's your history? And that is what I think people really look for when they vote. Đó là sự suy nghĩ của tôi là mình nên bầu cho người nào mình coi thử họ có can đảm đi ngược lại quyền lợi đôi lúc của đảng phái họ để cho người dân hay không. Thì tôi thấy trong luật, những cái luật mà ông Lưu ông bầu đó thì có chứ phải không? Tức là nếu mà đi ngược lại quyền lợi của constituent, tức là cái người trong cái địa hạt của ông đó, hoặc là những gì mà ông ta bị ly đó, tin tưởng vào đó, ông ta sẵn sàng đi ngược lại. Tại vì có một số luật ông Lưu đã từng bảo vệ những cơ sở thương mại ở cái vùng của mình. Mặc dù phía đại dân chủ nó không được, nhưng mà ông Lưu nó không, tôi khấn thầu như kiểu tôi suy nghĩ là một người anh ông ta là mặc dù là mang tính cách là người đảng dân chủ, nhưng mà ông ta có sự can đảm và cũng được suy nghĩ của riêng của cái vùng của mình. Đó là cái mà tôi nghĩ leadership là ở chỗ đó. Mr. Senator, the issue had been discussed a lot in the District 1 and in Orange County Cal Optimal. Lot of investigation, you know, from CMS regarding the how work with the Cal Optima and the One Care program. What do you think about that? Because very soon you may be appointed, you know, for the take care about Cal Optima. I've been following Cal Optima because healthcare is very important. I have parents that are in the 90 years old, and I have children. It's important that we have a Cal Optima that works correctly, because when Cal Optima works well, that means our community gets the benefits of Cal Optima. Cal Optima gets money from the federal government, from the state government, and so you always have a lot of accountability measures to make sure that the job is done right. If the people elect me to the county board, I'm going to do everything I can to make sure that a Cal Optima continues to function the best it can, because when Cal Optima works well, that means our constituents, the community gets good benefits. Một trong những chuyện mà chúng ta đã bị problem vấn đề với lại Cal Optima là tại vì Cal Optima được hai cái lợi tức từ phía bên chính phủ liên bang cũng như chính phủ trưởng và tiểu bang. Cho nên khi mà nếu mà tôi được làm giám sát viên đó thì tôi sẽ coi chừng cái chương trình này rất kỹ, là tại vì gần đây đó như anh Trọng hồi nãy có nhắc tới là có nhiều chương trình của Cal Optima đã bị điều tra trong thời gian cô Trần Nguyễn đã từng làm giám sát viên. Nhưng có một cái câu hỏi nữa mà có lẽ nhiều người cũng muốn biết về cái tình hình thời sự chính trị tại trong cái địa hạt quận Cam. As you know, very soon, you know, Laura Sanchez, Congresswoman Laura Sanchez had been involved with her job for probably closely about over 20 years. Maybe very soon she may leave. If when, you know, the job empty, you ready for the replay for her job or you stay in the district one? You know, maybe Congresswoman Sanchez moves on. Maybe Congressman Ellen Lowenthal runs. Those are decisions that are made by the voters. The voters decide who represents them and who the best person would be to represent them. I'm running for county board. Ms. Nguyen left the county supervisors. Andrew Doe left Garden Grove City Council. Chris Pham wants to leave the city council. But ultimately, our decisions are not ours. Our decisions are the voters. Are you the best person for the job? And that is really the solution. Right now, it's not only Loretta, it's not only Allen, it's Senator Feinstein. It's the other senators. So again, the decision is to the voters as to who wins and who represents them. Kính thưa quý vị, tôi có đặt một cái vấn đề, chắc quý vị cũng biết bài dân biểu Laura Sanchez đặt ở cái chức vụ dân biểu liên bang của địa hạt 46 rất là lâu, trên 20 năm nay, thì có thể trong thời gian sắp tới bà có thể rời khỏi chức vụ đó. Thì liệu khi chúng ta vừa tín nhiệm ông Lou Correa thì ông lại ra đi nữa hay không, và ông để trở thành một cái dân biểu liên bang hay không? Đó là chúng tôi hơi quan tâm một chút xíu thôi, tưởng, chắc phải nhờ anh Đỗ Phụ trả lời. Ông Lou có nói rằng là thứ nhất đó là cái chuyện mà có ứng cử chỗ khác hoặc đi chỗ khác không, đó có nhiều trường hợp đã xảy ra, và cái sự đó là sự chọn lựa của người dân. Nếu người dân bảo đó thì mình phải làm. Janet cũng còn thêm 2 năm nữa, cô ta cũng bỏ, cô ta cũng đi. Ông Andrew Đỗ đang làm một người nghị viên cũng bỏ. Anh Chris Phan cũng còn nhiệm kỳ cũng bỏ. Cái vấn đề là người dân họ lựa người nào, họ bảo người nào phải đi. Thì là một người chính trị gia cũng như ứng cử viên thì chúng tôi sẽ nghe lời người dân. Thank you so much, you share
Oh, your idea regarding about your supervisor of District 1, thank you so much for being here tonight. Before we leave, we want to, you look at it, want to say something. I'm smiling because I love this, because this is democracy in America, where we all come and talk and discuss the issues, and may the voters make the right decision, the decision that is best for them. Thank you very much. Vâng, xin kính chào quý vị, và một lần nữa chúng tôi cũng nói tới mùa bầu cử này, quý vị ráng đi bầu. Và quý vị bầu đó, như tôi đề nghị và với quý vị là coi thử coi cái track record, tức là cái chuyện quá khứ người này đã làm gì, thay vì mình chỉ đi bầu vì màu da. Vâng. Kính thưa quý vị, đó là cựu thượng nghị sĩ Lugoria, và hiện nay ông đang tranh cử chức vụ giám sát viên địa hạt 1. Chúng ta nhìn những gì ông đã, đang và đến với cộng đồng chúng ta, và quý vị có điều kiện dễ dàng để quyết định lá phiếu của quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi, và đó là một tuần một vấn đề, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.